Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tập trung triển khai rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Doanh nghiệp thiếu nguyên liệu nhập khẩu, cơ hội nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cử tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Phát hiện và xử lý 104 vụ vi phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Sét đánh làm tử vong một người ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, sáng nay tại chùa Phố, thành phố Hưng Yên, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo trong tỉnh. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá cao những đóng góp thiết thực của giáo hội Phật giáo tỉnh, các tăng ni, Phật tử trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh chính trị của đất nước trong những năm qua. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc Phật giáo, Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống giáo lý của đạo Phật, đoàn kết hòa hợp giữa đạo và đời, tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử, nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các cấp, từ đầu tháng 4 đến nay, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị rà soát đánh giá cán bộ theo tiêu chí về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, uy tín để từng bước hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Đến thời điểm này, cán bộ dự kiến được phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên quản lý cho nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ kế tiếp là hơn 1.000 người. Trong đó, riêng khối phường xã là hơn 500 người đã hoàn thiện các thủ tục chỉ chờ ngành chức năng xác minh về lịch sử chính trị. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hưng Yên khẳng định các quy trình đối với lãnh đạo quy hoạch cấp xã, phường đều đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn của tỉnh. Đối với công tác thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của đội ngũ cán bộ được giới thiệu quy hoạch thì cũng có những cái khó khăn do là cái yêu cầu về tra cứu, thẩm định các bước đối với nhân sự số lượng rất là lớn và thời gian thì rất là gấp. Cũng rất là mong là các ngành chức năng có liên quan quan tâm để đẩy nhanh cái tiến độ tra cứu đối với nhân sự được quy hoạch. Trong đợt rà soát phê duyệt và bổ sung quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới, ngoài các tiêu chuẩn chung, các địa phương đều rất chú trọng tới việc theo dõi, đánh giá qua việc hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức giao đối với từng cán bộ công chức. Xem đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đưa vào quy hoạch. Ngoài phẩm chất đạo đức và năng lực thì chúng tôi cũng nhìn nhận một cách khách quan về hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao và có cái kết quả khả quan, ưu tiên tỷ lệ cán bộ trẻ và nữ. Đánh giá hiệu quả công việc làm yếu tố quan trọng để cân nhắc đưa vào bổ sung quy hoạch cán bộ, cũng như nghiêm túc đưa những cán bộ bị thi hành kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra những vi phạm thuộc lĩnh vực mình quản lý ra khỏi quy hoạch cũng được các địa phương rất chú ý xây dựng phương án quy hoạch cho từng chức danh. Các xã đã chủ động là rà soát toàn bộ nguồn cán bộ, các đối tượng theo cái quy định. Để thực hiện đưa vào rà soát, các đơn vị sẽ đánh giá những cán bộ theo phương châm động với chương mở để đảm bảo cái chất lượng. Đến nay thì các xã thì cơ bản đã thực hiện xong cái quy trình quy hoạch. Thế và sau khi thực hiện quy trình quy hoạch xong thì sẽ làm hồ sơ gửi trình về Ban Thường vụ Huyện ủy để đề nghị phê duyệt. Theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì việc rà soát bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp xã xong trong tháng 4 năm 2022. Cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đoàn, các đơn vị trực thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch xong trong tháng 5 năm 2022, cấp tỉnh xong trong tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiến dịch không Covid đã làm cho việc xuất nhập khẩu hàng của nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước bị ảnh hưởng. Về một khía cạnh nào đó, cái khó trên lại là điều tốt để doanh nghiệp Việt tăng tỷ lệ nội địa hóa trong dây chuyền sản xuất của mình. Trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19, 30% linh kiện sản xuất của công ty điện tử Sato Việt Nhật nằm trong cụm công nghiệp Vĩnh Phúc huyện Văn Giang được nhập khẩu từ Nhật Bản và Trung Quốc. Khi dịch xảy ra, nguồn nguyên liệu nhập khẩu bị đình trệ, không đáp ứng nhu cầu sản xuất nhờ việc chuyển hướng kịp thời và liên kết đặt hàng với những doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ kiện trong nước, nên đã khắc phục được phần nào việc thiếu nguyên phụ kiện. Dù phải thu hẹp lại danh mục mặt hàng sản xuất từ 10 dòng sản phẩm xuống còn 5 dòng và doanh thu 4 tháng đầu năm 2022 chỉ bằng 1 tháng của năm 2021, nhưng việc làm thu nhập của trên 200 công nhân tại công ty vẫn được duy trì ổn định. Chúng tôi dùng nội lực trong công ty để tự sản xuất, khắc phục và sản xuất, tìm những nguồn nguyên liệu trong công ty và những đối tác trong nước. Nhờ đó mà tỷ lệ nội địa hóa sản xuất của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể, lên mức gần 70%. Tuy gặp khó khăn bước đầu, nhưng về lâu dài, đây là điều tốt cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế trong nước, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp phụ trợ phát triển, tiến tới tham gia vào chuỗi cung ứng, không chỉ cho doanh nghiệp trong nước mà cho cả doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Vụ nhãn 2022 này, gia đình ông Lê Đình Thi, thôn Phương Trung, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên đã áp dụng khoa học kỹ thuật điều khiển một số phần diện tích nhãn trà sớm và hiện chuẩn bị cho thu hoạch. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, lại vận dụng đúng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhãn Việt Gáp, nên năm nào vườn nhãn của gia đình ông Thi cũng cho thu hoạch sớm và đạt sản lượng cao. Năm 2022 này, ông đã điều khiển cho trên một mẫu nhãn ra hoa làm 3 trà chín sớm, trà chín phụ và trà nhãn muộn. Hiện gia đình ông có gần 3 tạ nhãn chín sớm chuẩn bị cho thu hoạch và đã được tiểu thương trả với giá 50.000 đồng kg. Ông Thi cho biết, mặc dù trà nhãn sớm khó chăm sóc do khí hậu không thuận lợi, song luôn cho giá thành cao gấp 2 lần nhãn chính phụ, việc tiêu thụ cũng rất thuận tiện, khách hàng về tận vườn thu mua mà không phải vận chuyển ra chợ bán. So với 2 tháng trước đây, hiện giá các loại cá thương phẩm đã bắt đầu tăng, trong đó có một số loại cá tăng từ 20 đến 30%. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã nuôi thả đánh bắt thủy sản thu hoạch được gần 14.000 tấn cá. Trong đó, giá bán buôn một số loại đã tăng cao như cá lăng có giá trên 80.000 đồng 1 kg, cá chép giòn 120.000 đồng 1 kg, cá chấm loại 1 có giá 55.000 đồng 1 kg, cá rô phi hơn 40.000 đồng 1 kg. Tất cả các loại cá trên đều có giá bán tăng từ 20 đến 30% so với 2 tháng trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là do các quán ăn nhà hàng được mở cửa, hoạt động trở lại, nhu cầu từ chính mỗi gia đình tăng cao. Mặt khác, thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tiêu thụ cá thương phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, giá mua thức ăn cho cá tăng cao, nhiều chủ nuôi, hợp tác xã đã giảm quy mô, sản lượng nuôi thả, nên hiện nay có tình trạng cầu lớn hơn cung. Quang Hưng là địa phương còn tồn tại số trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp nhiều nhất của huyện Phù Cử. Hiện xã đang tập trung quyết liệt xử lý các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tổng số 58 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp, thôn Viên Quang là địa phương có số hộ vi phạm nhiều nhất của xã Quang Hưng. Phần lớn các trường hợp là xây dựng nhà ở kiên cố. Từ đầu năm 2022 đến nay, chính quyền xã thôn đã thành lập các đoàn trực tiếp xuống tận hộ gia đình có công trình vi phạm, tuyên truyền vận động phân tích để các hộ hiểu rõ lỗi vi phạm. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã có 4 hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, nâng tổng số hộ đã tháo dỡ của toàn thôn lên 12 hộ. Nhà tôi xây dựng với diện tích là 30m2. Theo cái tuyên truyền của xã thì nhà tôi cũng thấy sai trái và nhà tôi đã tự động tháo dỡ để cho đúng với quy luật của xã, để vận động những hộ dân khác để tự tháo dỡ của gia đình nhà mình. Các công trình còn tồn tại thì hầu như là các công trình còn là vi phạm nhiều mét vuông hơn, hoặc là các công trình là đổ sọ hơn. Thế thì chúng tôi sẽ từng bước sẽ đến tuyên truyền vận động tới các hộ vi phạm là đang cán bộ đảng viên và là cán bộ của ban chấp hành các cái phân chi tổ hội đoàn thể của cơ sở. Chia
Trên địa bàn xã Quang Hưng có 114 trường hợp xây dựng nhà ở, nhà tạm trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 4.500 m². Xác định sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố tiên quyết giúp việc thực hiện kế hoạch 93A diễn ra hiệu quả. Xã Quang Hưng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục các hộ dân tự giác tháo dỡ bằng nhiều hình thức đa dạng. Đến nay, toàn xã đã có 50 hộ tháo dỡ xong hoàn toàn các vi phạm và 8 hộ đang tháo dỡ một phần, trong đó riêng từ đầu năm đến nay có thêm 10 hộ tháo dỡ xong hoàn toàn. Những hình thức tuyên truyền khác nhau đã dần có hiệu quả rõ rệt trong nhận thức của người dân. Tôi cũng có người em ruột trồng cây nâu năm, thế và có làm như vậy là 20 m² trông coi nằm trên cái diện tích xây dựng lên là trái phép. Thì cũng động viên em tôi là tự tháo dỡ ngay từ thời gian đầu, tức là phát động rồi. Cái đợt như vậy là giải tỏa. Phương châm của chúng tôi là chỉ đạo đối các ban ngành đoàn thể, các hộ gia đình nào dễ thì làm trước, khó làm sau. Và đối các hộ là tuyên truyền mà chưa được thì tiếp tục chúng tôi hoàn thiện hồ sơ đối với từng hộ gia đình một để xử lý các hộ theo đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu của kế hoạch 93A là để lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời tạo được sự công bằng và niềm tin đối với nhân dân. Với trên 50 hộ vi phạm còn tồn tại, xã Quang Hưng cần có sự vào cuộc tích cực và khẩn trương hơn nữa, qua đó tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường nông thôn, trong đó nổi cộm nguyên nhân từ việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật là vấn đề nan giải ở nhiều địa phương hiện nay, bởi đây là chất thải nguy hại gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, cần được xử lý đúng cách. Để khắc phục tình trạng này, nhiều địa phương tại huyện Ân Thi đã trang bị bể chứa thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường. Không chỉ có diện tích trồng lúa nhiều nhất xã Hồng Quang với trên 40 mẫu, ông Vũ Sĩ Đoàn còn là một người dân rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng xong, ông đều tự giác cho vào bể chứa. Thậm chí khi nhìn thấy bất kỳ vỏ bao bì nào trên đồng ruộng, ông cũng đều thu gom và để đúng nơi quy định. Bà con cũng như tôi thôi, bơm xong là vỏ thu về hết cả cái bể chứa ở ngã ba đường ruộng lúa là cho hết vào đấy. Ruộng lúa chúng tôi là không có vỏ thuốc sâu bao giờ. Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng tại xã Hồng Quang đã được triển khai và duy trì 6 năm nay với 11 bể chứa đều được đặt ở những vị trí thuận tiện cho người dân khi đi làm đồng. Trước kia thì người dân vẫn vứt bừa bãi và cũng không thu gom, gọi là ruộng nhà nào khi phun xong là vứt ở chỗ đấy thôi. Sau khi có các cái thùng để bỏ bao thuốc thực vật thì là nhân dân đã hưởng ứng và đến nay là người dân đã hình thành được cái thói quen đó. Toàn huyện Ân Thi có trên 300 bể chứa đạt ở 21 xã thị trấn và đa phần đều được sử dụng hiệu quả. Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, trung bình một năm có khoảng gần 2 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom. Huyện chúng tôi cũng đã có ký kết với cái công ty Urenco là cứ chu kỳ sau một thời gian vài ba tháng thì chúng tôi tiến hành tổ chức thu gom và để xử lý. Hàng năm đều ký kết với các đơn vị chức năng đảo trộn để xử lý, làm phân hủy nhanh các cái rác thải hữu cơ. Do đó là cái tình trạng rác thải sinh hoạt nói chung cũng đều được xử lý một cách kịp thời. Tuy nhiên, đây mới chỉ là quy trình xử lý rác thải sinh hoạt, chứ chưa có sự phân loại xử lý riêng đối với vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trong khi nó được liệt vào nhóm các chất thải nguy hại, ảnh hưởng lớn tới môi trường và sức khỏe con người. Nếu đốt ở nhiệt độ thấp sẽ phát thải khí dioxin, chất gây ung thư. Nếu đốt chung với rác thải thông thường sẽ gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chính vì vậy, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi thu gom phải xử lý và tiêu hủy đúng quy trình tại các đơn vị được cấp phép. Vậy làm sao để xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật? Đây là bài toán đòi hỏi ngành chuyên môn nên đẩy mạnh thực hiện các mô hình ứng dụng thuốc sinh học trong phòng trừ dịch hại trên cây trồng, thay thế một phần thuốc hóa học. Việc quan trọng hơn hết là ủy ban dân các cấp, các ngành chức năng cần có những giải pháp hữu hiệu, thật sự quyết tâm với nhiệm vụ thu gom xử lý rác thải bảo vệ thực vật, qua đó hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Từ ngày 28 tháng 2 đến nay, Công an toàn tỉnh đã phát hiện 104 vụ việc liên quan, hiện đã xử lý 665 triệu đồng.
Riêng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra phát hiện 28 vụ việc, đã xử lý vi phạm hành chính 18 doanh nghiệp, trong đó địa bàn huyện Văn Lâm xử lý 10 doanh nghiệp, huyện Văn Giang 10 doanh nghiệp, huyện Yên Mỹ 2 và thị xã Mỹ Hào 5 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Trong đó, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Nguyệt Minh Lâm ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm bị phạt 75 triệu đồng. Hộ kinh doanh Phạm Văn Thạch ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào bị phạt 37,5 triệu đồng. Cơ sở Phạm Đình Thuyết ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm bị phạt 60 triệu đồng. Hiện công an 19 xã có sông Bắc Hưng Hải đi qua đang phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tới từng hộ gia đình sống ven sông, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của địa phương về việc đổ chất thải sinh hoạt đúng nơi quy định để đảm bảo nguồn nước trên sông Bắc Hưng Hải. Phối hợp với các ban ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp người dân có hành vi đổ rác thải sinh hoạt ra hệ thống sông, kênh mương, ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm và tội phạm liên quan đến các hoạt động tín dụng đen, nhìn chung tình hình hoạt động của loại vi phạm tội phạm này đã cơ bản được kiềm chế, ít phức tạp, không còn xảy ra tình trạng manh động công khai như trước. Kết quả trong 3 năm, các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành kiểm tra 158 lượt 213 cơ sở hoạt động dịch vụ cầm đồ, đầu tư hỗ trợ cho vay tài chính trên địa bàn. Đã phát hiện 34 vụ với 34 đối tượng, xử phạt hành chính với số tiền gần 33 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự của 8 cơ sở kinh doanh vi phạm. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý giải quyết xét xử 12 vụ với 22 bị cáo vi phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Hoạt động theo kiểu tín dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường, vì thế lực lượng công an các địa phương là nòng cốt tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 12, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tập trung vào các hành vi tín dụng đen. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hoạt động trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngày 12 tháng 5, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh phối kết hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh và công an một số huyện bàn giải pháp để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, cơ sở điều trị nghiện ma túy tại xã Sơn Trúc, huyện Ân Thi đang quản lý và điều trị gần 200 học viên. Thời gian qua, việc liên kết, phối hợp, hợp tác cùng chia sẻ trong công tác điều trị nghiện tại cơ sở, gia đình và cộng đồng với các đơn vị lực lượng công an, các xã đã góp phần nắm chắc tình hình, diễn biến về người nghiện ma túy cũng như quản lý sau cai nghiện. Do vậy, việc liên kết giữa gia đình, tổ tự quản cộng đồng và lực lượng công an viên nhằm quản lý địa bàn sẽ là đầu mối để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, điều trị, cai nghiện ma túy, góp phần hạn chế tối đa hậu quả của tệ nạn ma túy, từ đó xây dựng môi trường lành mạnh cho cộng đồng cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do di chuyển và làm việc khi trời mưa dông, một người dân ở xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ bị sét đánh tử vong. Khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 5, người phụ nữ hơn 50 tuổi ở thôn Phí Xá đi xe đạp điện ra ruộng để phun thuốc trừ sâu thì gặp mưa dông. Khi đang đi trên bờ ruộng bị sét đánh dẫn đến tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình và kịp thời hỗ trợ nạn nhân. Chiều ngày 11 tháng 5, trang trại chăn nuôi gà của anh Nguyễn Tiến Thắng, thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu đã xảy ra sự cố chập điện. Ngay khi phát hiện, gia đình đã thực hiện các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, do trong chuồng trại có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bùng phát và lan nhanh đã làm thiêu rụi 300m2 chuồng trại. 2.000 con gà đông tảo nặng từ 2,4 đến 4 kg bị chết. Để giảm bớt thiệt hại cho gia đình anh Thắng, nhiều bà con trong và ngoài xã đã tìm đến mua để giải cứu.